chiếc xe cháy hàng trong thời gian vừa qua tại showroom Butterfun Vô Gầm Cao lại về hàng rồi các bác ơi. Con này thì là Tucson 2019 phiên bản 1.6 turbo các bác nhé. Mẫu xe này là mẫu xe được các bác khách hàng yêu thích nhất trong phân khúc gầm cao 5 chỗ cỡ C bởi form dáng thiết kế năng động trẻ trung, cùng với đó là các trang thiết bị tiện nghi được trang bị khá là nhiều cho người dùng. Và ngày hôm nay thì em về được một con xe màu đen Hyundai Tucson 2019 phân khúc gầm cao 5 chỗ cỡ C bản động cơ 1.6 turbo phiên bản cao cấp nhất. Và con này đang được bên em chào bán với mức giá cực kỳ hợp lý trên dưới 700 cho các bác thôi. Bác nào đang có nhu cầu tìm một chiếc xe gầm cao 5 chỗ rộng rãi này, nhiều option, vận hành tốt thì có thể tham khảo với chiếc xe này của Butterfun gầm cao. Cái form dáng bên ngoài của cái dòng Hyundai Tucson ấy thì nó vẫn áp dụng với ngôn ngữ thiết kế điêu khắc dòng chảy 2.0. Con này thì mọi người có thể quan sát lên cái form mới này thì nó thay đổi khá là nhiều các chi tiết rồi, từ mặt ca răng cho đến hệ thống chiếu sáng. Với phiên bản này chúng ta sẽ được trang bị hệ thống chiếu sáng là công nghệ LED được cấu tạo bởi 5 bóng cầu thủy tinh rất là mảnh này, bút mảnh sang hai bên, và thiết kế giải LED định vị ban ngày hình chữ L ngược, thiết kế rất là bắt mắt đúng không ạ? Các chi tiết trên xe này rất là sáng trong cho cái hệ thống cặp pha cốt của chúng ta rồi. Phía dưới đèn gầm này, con này đời 2019 thì sơn zin của chiếc xe này nó còn nằm khoảng 95% của xe coi nhá. Mặt ca răng thì các chi tiết chrome thay thế bằng các thanh chrome bản lớn, thì với các thanh chrome mảnh và tinh tế hơn giúp chiếc xe của chúng ta nó thanh thoát và nhẹ nhàng hơn rất là nhiều so với phiên bản cũ, hiện đại trẻ trung hơn nữa. Và hệ thống chiếu sáng bên cánh lái các bác có thể quan sát qua này. Cái hệ thống chiếu sáng này chúng ta có thêm cái tính năng auto tự động bật tắt thao cảm biến ánh sáng coi nhé. Phiên bản 1.6 turbo sẽ là một bộ la răng kích thước lớn nhất, la răng thiết kế 19 inch, và thiết kế la răng của chúng ta sẽ là la răng lặng xoáy. Con này thì mới lên được một dàn lốp Michelin cực kỳ là xịn sò rồi. Các bác có biết rằng cái thương hiệu Michelin là cái thương hiệu lốp mà nổi tiếng nhất trên toàn cầu. Con này thì thông số lốp chuẩn của chiếc xe là 235/55:19 các bác nhé. Phanh đĩa ABS chống bó cứng cũng đã được trang bị đầy đủ trên mẫu xe này. Mặt la răng thì có một chút xước sắt nhỏ thôi, nhưng mà về cái thẩm mỹ tổng quan bên ngoài thì mặt la răng của chúng ta vẫn rất là mới, rất là đẹp, rất là sáng nữa. Gương chiếu hậu chỉ cập điện, tích hợp xi nhan báo rẽ, hoặc tay nắm cửa thông minh, đóng mở cửa một chạm đã được trang bị trên cái phiên bản cao cấp nhất này. Và cái phiên bản này chúng ta sẽ được trang bị thêm một cái bậc lên xuống giúp cho trẻ em di chuyển lên xe an toàn thuận lợi hơn rất là nhiều. Đi sâu về phần khoang nội thất thì con này được trang bị nội thất màu kem các chị nhé. Cái phiên bản này chúng ta sẽ được trang bị cả ghế lái và ghế phụ chỉnh điện đa hướng. Ghế lái này có chế độ làm phồng đệm lưng cho các bác. Chúng ta có thể dịch ghế lên, dịch ghế xuống với cái các phím bấm này rất là tiện. Dịch lên, dịch xuống các chị nhé. Đây là cái ghế zin theo xe và chất liệu ghế rất là tốt. Khi lăn bánh được hơn 6 vạn rồi nhưng mà đệm ghế má ghế còn rất là căng, không có dấu hiệu nhăn nhúm. Đệm ghế và đệm lưng thì chúng ta sẽ thấy rằng là có những lỗ thông hơi. Phiên bản này thì chúng ta sẽ được trang bị 6 túi khí an toàn, nên vì vậy nên vị trí ghế lái và ghế phụ cũng có túi khí an toàn. Càng nhiều túi khí thì tính mạng của chúng ta được bảo vệ tốt hơn rất là nhiều đúng không ạ? Vô lăng bọc da tích hợp với các phím bấm tiện ích như là ra lệnh giọng nói, đàm thoại rảnh tay và tăng tầm âm lượng, và ga tự động cruise control này. Những cái phiên bản xe Hàn đời cao như thế này thì dĩ nhiên chúng ta sẽ được trang bị ga tự động cruise control rồi. Hệ thống chiếu sáng gạt mưa ngay sau vô lăng. Thiết kế cửa gió điều hòa thay đổi một chút so với phong cũ. Cốp điện coi nhá. Cốp điện thì phiên bản cũ nó cũng đã được trang bị rồi. Huống chi đây là phiên bản mới cùng với phiên bản cao cấp nhất nữa. Hệ thống chống trơn trượt cũng được trang bị đầy đủ trên chiếc xe này. Đi sâu về phần bên trong này thì chúng ta có thể quan sát thêm một số chi tiết nữa. Đề nổ thông minh start stop này. Màn hình này là màn hình zin theo xe, tích hợp Bluetooth FM radio định vị chỉ đường. Và một cái cam hành trình rất là xinh, được bác chủ cũ lắp thêm để theo dõi hành trình cho chúng ta khi vận hành. Cái màn hình này là màn hình zin theo xe nhé, màn hình rất là lớn, kết hợp với các tính năng như Bluetooth FM radio định vị chỉ đường cho các bác rồi. Thao tác cảm ứng rất là dễ dàng. Radio này, cảm ứng rất là tiện sử dụng các anh chị nhé, rất là nhạy nữa. Thiết kế cửa gió điều hòa phía bên dưới này mát sâu và dễ dàng điều chỉnh hướng gió dù là vị trí ghế lái hay ghế phụ. Điều hòa sẽ được trang bị hai đồng hai vùng độc lập tự động này, HNC rồi đấy ạ, và các phím bấm rất là sắc nét, thêm cái tính năng lọc không khí clean air nữa. Và lên form 2019 thì một cái tính năng được nâng cấp đó là cái tính năng sạc điện thoại không dây chuẩn QE các bạn nhé.
và có thể đặt điện thoại ở cái vùng này và không cần phải kết nối dây, là điện thoại của chúng ta cũng có thể sạc được một cách rất là tiện lợi. Ngoài ra là các cổng kết nối AUX, USB chúng ta được trang bị đầy đủ trên chiếc xe này rồi, cổng số rất là mới đúng không ạ? Quanh cổng số thì chúng ta sẽ được bọc da cao cấp cùng với các phím bấm khác như là phanh tay điện tử, các chế độ lái remote, chế độ đổ đèo, cảm biến cảnh báo va chạm hay là phanh auto hold. Một hộc đồ rất là tiện các anh chị nhá. Bệ tí tay kia một hộc đồ lớn ngay ở vị trí giữa ghế lái và ghế phụ. Từ phiên bản 2.0 ATH nó được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh rồi. Và phiên bản này của chúng ta cũng ngoại lệ, có một bộ cửa sổ nóc toàn cảnh chiếm hơn 50% diện tích trần xe, giúp cho không gian nội thất của chiếc xe nó cao cấp và rộng rãi hơn rất là nhiều. Tấm rèm che nắng có gương trang điểm này, đèn trần phía bên trên các bác nhé. Bác chủ cũ lên cho các bác một cái bộ lót sàn 5D rất là sạch sẽ và khá là chất lượng nữa. Các chi tiết keo chỉ dòng cửa ở phần gánh cửa của chúng ta này đầy đủ các chị nhé. Đây là cột B, màu sắc các con ốc này không hề có dấu hiệu cậy mở đâu ạ. Chất liệu thép mà rất là sáng, tem mác này. Tiếp theo cho vị trí cột A. Khung vỏ của dòng Tucson thì cũng khá là chắc chắn, tôn vỏ thì nó dày dặn hơn so với dòng Mazda thôi. Dày dặn hơn so với dòng Mazda CX-5, đối thủ ngang tài ngang sức với dòng Hyundai Tucson tại thị trường Việt Nam. Tapi kính cửa thì không một vết xước coi nhá. Phím bấm sắc nét này, bọc đầu chrome cao cấp và quanh thì khá là nhiều hộc đồ trang bị xung quanh thân xe. Hệ thống âm thanh thì được dàn trải xung quanh thân xe để chúng ta có thể trải nghiệm âm nhạc xung quanh chiếc xe này khá là tốt. Các bác thể quan sát phần keo chỉ này. Con này thì chất lượng xe khá là tốt cho mọi người với một mẫu xe đã có sử dụng, lăn bánh được 4 đến 5 năm. Tiếp theo cho nội thất hàng ghế phía sau, cái bản 1.6 turbo này thì nó khá là tiết kiệm nhiên liệu. Động cơ turbo thì máy vừa khỏe hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn so với phiên bản động cơ thường. Bản 1.6 turbo này nó ăn vào khoảng 5 đến 6 lít xăng cho đường hỗn hợp và khoảng từ 7 đến 8 lít cho đường phố các chị nhé. Nó tất cả hàng ghế phía sau này, hàng ghế thứ hai này có độ nghiêng vừa phải giúp chúng ta rất là dễ chịu khi ngồi ở cái hàng ghế thứ hai này. Và ba từ đầu cả ba vị trí ghế. Vị trí ghế giữa kiêm luôn bệ tí tay các bạn nhé. Một hộc đồ có để ly, để nước trong cái vị trí này. Và chúng ta có thể dịch chuyển cái tựa đầu này rất là tiện, tùy theo kích cỡ mà chúng ta muốn sử dụng. Mọi người ngắm nghía một chút cái khoang cửa sổ trời ở cái hàng ghế phía sau này các chị nhé. Các bác thấy rằng là cái không gian nội thất nó rộng rãi và nó khang trang hơn rất là nhiều với cửa sổ rộng như thế này. Cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế phía sau này, túi đồ. Các bác có thể quan sát các chi tiết xung quanh nhé. Gần như là nội thất con này rất là mới, không có cái vết xước sát nào trong cái khoang nội thất của con xe này. Tapi này, đây phần cột B. Mọi người có thể nhìn thấy màu sơn đánh dấu nhà sản xuất không ạ? Rất là rõ đúng không ạ? Từ các chi tiết con ốc, tapi cánh cửa này. Khóa chốt an toàn dành cho trẻ em với hàng ghế phía sau. Và đây là phần ốc. Keo chỉ không mất một phần nào của các bác nhé. Mặt la răng bánh sau sáng bóng luôn. Không biết sức. Một bộ lốp Michelin rất là mới, rãnh lốp rất là sâu. Chúng ta phải lăn bánh khá là dài nữa mới phải thay thế cái giàn lốp xịn xò này. Tiếp theo cho form dáng phía sau. Form dáng phía sau được có vẻ tròn trịa đầy đặn để giúp cho cái khoang cốp nó rộng rãi hơn nhiều. Cặp đèn hậu cũng được trang bị công nghệ LED rồi. Và phía sau chúng ta sẽ được trang bị đầy đủ 4 cảm biến cảnh báo va chạm các bạn nhé. Em xin nhấn mạnh một lần nữa là con này là bản 1.6 turbo, phiên bản cao cấp nhất, tiết kiệm nhiên liệu nhất và vận hành khỏe nhất. Và phiên bản này nó cũng là cốp điện rồi, thao tác rất là dễ dàng. Kể cả phụ nữ thì lái chiếc xe này thì cái thao tác cốp cũng rất là tiện. Vì nó có cái bộ lót sàn 5D này thì giúp cho cái khoang cốp của chúng ta nó sạch sẽ và bảo vệ chống sức tốt hơn nữa. Mọi người ngắm nhìn cái phần khoang cốp này, bác chủ cũng gần như bác ấy không để đồ ở cái phần khoang cốp này. Nên phần khoang cốp rất là mới, không có cái vết tích xước sát nào. Cổng sạc 12V hay đèn có rồi. Là bộ lốp sơ cua của chiếc xe các chị nhé. Bộ dụng cụ sửa chữa này, khoang chế lốp sơ cua thì rất là mới, rất là sạch rồi. Con này đi khá là ít, hơn 6 vạn. Và cái cốp điện này thì dĩ nhiên nó sẽ được trang bị hai cái tí điện rất là lớn, rất là chắc chắn để chống đỡ cho phần khoang cốp. Và đây phần nắp cốp các chị nhé. Các bác có thể đến trực tiếp showroom để kiểm tra được cái độ chất của cái con Hyundai Tucson 2019 bản 1.6 turbo này. Hiện tại chiếc xe này thì đang để cho các bác là 725 triệu và bao rút hồ sơ cho mọi người. Con này thì ngân hàng sẽ hỗ trợ trả góp tầm khoảng 70%. Tầm hơn 200 là các bác có thể đón xe được về nhà rồi, tầm 250 là các bác có thể đón được xe về nhà rồi. Lãi suất rất là tốt, tầm 0,9% một 9% một năm. Và lại còn biên độ lãi giảm dần nữa các chị nhá. Nó thất hàng ghế phía sau bên phụ này, phần cửa này, phần cột C, phần cột B. Sơn xi bên ngoài còn rất là, thật sự là còn rất là đẹp các anh chị nhá.
là phần tapping cánh cửa cho nội thất hàng ghế phía sau. Ngoài cái video clip này thì em vẫn có một cái bộ ảnh chi tiết chụp rất là kỹ chiếc xe. Nên bác nào mà muốn lấy hình ảnh chi tiết thì kết nối với em về số Zalo nhé. Zalo thì em cũng đã để số điện thoại trên cái màn hình rồi. Tiếp theo cho vị trí ghế phụ. Cái nhược điểm của cái nội thất ghế da màu kem ấy, đó là có một số vết bẩn chúng ta sẽ rất là khó lau. Nhưng mà đổi lại thì cái tông nội thất màu kem nó giúp xe của chúng ta nó sáng và nó sang trọng hơn rất là nhiều. Các bác có thể ngắm nghía cái phần nội thất bên phụ này. Cái vết bẩn này là chưa được vệ sinh sạch. Các bác có thể thấy rằng đấy là cái nhược điểm của nội thất kem. Nó sẽ khó vệ sinh hơn một chút ở những cái vết bẩn khó đi. Ghế điện các bác nhá. Đây là phần cốp học đồ này. Chứ phần tắp lô. Các chi tiết da mềm hay nhựa cứng đều rất là mới. Các chi tiết trên xe không cứ gì phần táp lô thấp pi, phần nội thất còn rất là mới các bạn nhé. Đây là phần cột A của chiếc xe, các bác có thể ngắm nghía qua này. Phần táp pi cánh cửa, mức giá rất là tốt. Còn đây thì em thấy rằng là các bác quan tâm cái dòng túc sơn khá là nhiều. Và đặc biệt cái bản 1.6 turbo là chiếc xe luôn luôn cháy hàng tại Battlefront vô gầm cao. Bác nào yêu thích thì có thể tham khảo kỹ hơn với chiếc xe turbo 2019 màu đen này qua cái phần động cơ. Và tiếp theo đây em sẽ quay chi tiết cho các bác tham khảo. Và đây là cái khoang động cơ của chiếc Tucson 1.6 Turbo 2019 của bên em đây ạ. Trước tiên thì đập vào mắt em đầu tiên là trên cái bình nước làm mát. Con này phải sử dụng là chạy rất là ít nên có cái bình nước làm mát nó mới và trong như thế này. Và thấy là bình nước làm mát rất là mới, chúng ta có thể dễ dàng quan sát mức nước và không hề cái dấu hiệu ố hay là chạy nhiều, thì cái bình nước làm mát này không thể nào có cái mỹ quan bên ngoài trong và mới như thế này. Và với động cơ 1.4 Turbo TGDI thì con này ạ. Cho công suất tối đa là 177 mã lực. Các bác cũng biết rằng là cái phiên bản 2.0 ấy nó chỉ có 155 mã lực thôi. Mà động cơ 1.6 turbo vừa tiết kiệm nhiên liệu nhưng vận hành lại khỏe hơn so với phiên bản 2.0 các bác nhé. Và mọi người có thể quan sát qua giúp em với cái phần khoang động cơ này. Từ ốc chân máy này, keo trên nắp dàn cò, ốc thân máy, màu sơn đánh dấu ở các chi tiết đường ống còn nguyên zin nguyên bản thì nhà sản xuất đưa ra. Thậm chí phần tấm nỉ cách nhiệt, phần nắp cabo cũng vậy, rất là mới. Con này là tình trạng nguyên zin nguyên bản từ ngày bước ra khỏi showroom mô tô của Hyundai các chị nhá. Chiếc xe này thật sự rất là tiếc cho bác nào không chốt được, mà nếu như đã yêu thích mẫu xe này thì phải nhanh tay liên hệ bên em. Trao đổi thêm thông tin cụ thể thì các bác có thể kết nối giúp em qua số hotline em ghi ngay trên màn hình rồi, 0964 834 834. Về chất lượng xe ạ, bên em sẽ bao cam kết cho các bác của những cái tiêu chí sau: máy số zin này, keo chỉ zin, thân vỏ zin, không đâm đụng tai nạn, không thủy kiếp nước. Ngoài ra bên em còn bảo hành cho các bác về động cơ 1 năm và bao check test toàn quốc. Bên em bao check test cho bên thứ ba các bác nhá. Các phần ốc ở trên nắp cabo này, mọi người có thể quan sát là những cái ống tròn này là biết rằng là cabo của chúng ta nó có móp méo hay không. Địa chỉ xem xe trực tiếp là 468 Nguyễn Lương Bằng, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương. Và cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi clip giới thiệu xe hôm nay của Battlefront. Xin chào và hẹn gặp lại các bác tại clip giới thiệu xe tiếp theo.